Bồ bồ hải sản ơi, giấc này mình bắt con trầu cái mình giao bồ nha. Ủa, bồ hải sản ở đâu vậy? Ngã ba Vũng Tàu. Ngã ba Vũng Tàu. Mà nhận ngay chỗ ngã ba Vũng Tàu. Giấc này bộ coi đón xe nhận ngay, giấc này mình bắt con trầu cái. Trầu cái này đẻ một lứa mình giao bồ nha. Lứa rồi, không phải một. Không chịu ra mọi ơi, cái con này là 5,5 kg nha bồ, cái con này 5,5 kg đẻ hai lứa nghe. Rồi bây giờ á là tách con ra nó còn 4 kg nha, nhưng mà sáng giờ là mình cho ăn nha. Bây giờ á nè, con này 5,5 kg nha bồ, thấy son đây, con cái là đẻ hai lứa nha bồ, 5,5 kg nè, nhưng mà nó đẻ hai lứa rồi nghe. Bây giờ mình giao cho bồ á, bây giờ á bồ vừa bệnh cho nó ăn, về bệnh cho ăn thoải mái nghe, chuối cá gì đó nghe, phải với là chuối với cà phê với thịt đó, thịt gà với là thoải mái, cái này mình cho ăn đó nghe, về bệnh cho nó ăn. Con này là đề bệnh là nó chuẩn bị lên giống rồi đó nghe, nó đang chuẩn bị ra nghỉ nước này nè, là nó chuẩn bị lên giống rồi đó nghe. Con này đẻ hai lứa nghe bồ, hải son 5,5 kg á, tách con ra giờ còn 4 kg nha. Năm cái rưỡi mới tách con ra, rồi nay còn 4 kg á. Rồi sáng giờ mình chưa cho ăn, như là bỏ vô nó 2 trái chuối nha, để cho nó đói. Sáng giờ chưa cho ăn gì hết. Sáng chưa cho ăn, cho nó vô trái chuối đi, để cho nó điệp rồi nó mệt. Đói nó mệt từ sáng giờ chưa trang gì hết. Con này đi về là mình không biết nó lên giống lúc nào, nó ra nước rồi đó, tại vì tắt con nó được 2 tháng rồi đó. Con này đẻ hai lứa nha, 5,5 kg mà giờ là còn được 5,5 kg nha. Bây giờ mình tắt bày ra rồi được 4 kg đó. Hồi nãy để sáng để đây, cái thùng hồi nãy 200 g gì đó. Rồi cái thùng nửa ký, cái thùng nửa ký là con trời 4,2 kg nha. Còn giấy nửa ký là giấy nửa ký nha, còn cái này là 4,7 kg là tròn 4,2 kg bồ hải sản. 5 kg đẻ hai lứa rồi còn 4,2 kg đó. Giấc này mình đem lên xe, từ sáng giờ mất lu bu quá trời. Con gà này, con tròn này nó phải ăn ổ gà với cái cá phi nha, chuối. Rồi. Giờ đem lên xe bò à. Rồi chở ngoài đi.